Hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, từng bước tiến tới chiếm lĩnh khoa học công nghệ cao, đòi hỏi Việt Nam phải có một lực lượng đông đảo nhân lực có trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh tranh. Nhiều chuyên gia cho rằng, muốn có nguồn lao động kỹ năng và tay nghề cao để làm việc trong nước và tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài, thì một yếu tố quan trọng quyết định chính là chất lượng sản phẩm đầu ra của hệ thống dạy nghề tại các trường đại học cao đẳng, các trung tâm dạy nghề, vân vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực HAUI thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một doanh nghiệp đặc thù do Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương thành lập và giao cho trường quản lý, với mục tiêu phát huy tối đa thế mạnh của một đơn vị đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, đồng thời khép kín quy trình đào tạo, đó là kết nối giữa nhà trường với các đơn vị và tổ chức sử dụng lao động. Qua 10 năm hoạt động, công ty đã giới thiệu việc làm cho trên 15.000 học sinh sinh viên, giới thiệu cho 9.000 lượt học sinh sinh viên tham gia xuất khẩu lao động, hàng năm tổ chức cho hàng ngàn lượt học sinh sinh viên đi thực tập ngoài trường. Hiện nay công ty đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với trên 400 doanh nghiệp trong nước và hàng trăm doanh nghiệp, nghiệp đoàn, trường học ở nước ngoài. Chúng tôi xác định tức là xuất khẩu lao động mà có trình độ tay nghề là một trong những nhu cầu hiện nay của các cái đơn vị tiếp nhận lao động. Khi mà phối hợp tốt giữa bên cung ứng và nhà tuyển dụng sử dụng lao động mà có thông tin kịp thời và xử lý những sự việc cách cụ thể luôn thì hai bên sẽ tin tưởng nhau nhiều hơn và cái phát triển nó sẽ tốt hơn. Trong thời gian tới, để phát triển bền vững, công ty xác định hoạt động của công ty luôn gắn chặt với hoạt động đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Phát huy tối đa lợi thế về cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường và huy động được đông đảo cán bộ giảng viên tham gia vào các hoạt động của công ty để các chỉ tiêu về giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo ngắn hạn, cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề và nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.